Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1247 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này quê ở cà mau hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại sài gòn bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua câu chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi rất là ám ảnh luôn tới tận bây giờ cũng không thể nào quên được thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á bạn với lại hai người anh anh hai với anh ba của bạn cùng nhau lên sài gòn để mà đi làm bạn là em trai út nha thì ban đầu anh hai của bạn có thuê một cái phòng trọ phòng trọ này á, là ở bên quận 8 nhưng mà cái phòng này nó hơi nhỏ nó hơi chật cho nên nó là sau khi mà ở một thời gian anh hai với anh ba mới thấy rằng á, là phòng này chỉ ở chừng người hoặc là hai người thôi cái này mình ở ba người cho nên nó chật chội quá nó không có thoải mái thành ra anh hai với anh ba mới quyết định sẽ đi tìm một cái phòng trọ khác nó rộng rãi nó thoáng mát hơn. Ở ba người á là cho nó dễ thở nó thoải mái hơn ha. Thì do là cái tính chất công việc của bạn, bạn phải đi làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Với lại bạn là em út nữa, cho nên nó là mọi sự đều do anh hai với anh ba của bạn lo hết luôn. Từ đi kiếm phòng nè, rồi dọn phòng nè, là anh hai với anh ba làm hết, bạn không có làm gì cả thì cũng có người quen biết, người ta chỉ cho anh hai của bạn á là đi xuống dưới khu quốc lộ 50. Dưới đây á thì có nhiều phòng trọ mà phòng nào phòng nấy rộng rãi nè. Với lại giá cả cũng phải chăng nữa, đi xuống đây tìm thử còn sao. Thì anh hai với anh ba của bạn mới đi kiếm. Thì sau một hồi tìm kiếm, anh hai với anh ba đã tìm được một cái phòng trọ. Phòng này á là nằm trong một cái khu trọ cũng có nhiều phòng khác. Mà phòng này á rất là rộng rãi luôn Có nguyên một cái gác mà gác suốt nha Ở ngoài có cái ban công nữa Cho nên nó là khi mà mình mở cái cửa ban công ra Thì nó thoáng mát vô cùng Mà giá cả ở đây cũng rất là phải chăng Cho nên anh hai với anh ba đã quyết định á là chọn thuê cái chỗ này Sau khi mà đóng tiền xong xuôi hết rồi á Thì anh hai với anh ba mới dọn phòng xuống Sau khi mà dọn dẹp xong xuôi Thì anh hai với anh ba mới đi chợ á các bạn mua bánh kẹo với lại trái cây để mà cúng phòng xin vô ở cho nó suôn sẻ thì xong xuôi hết rồi cho tới tối á là bạn đi làm về á thì đây là cái lần đầu tiên mà bạn đến cái phòng này rồi ở luôn thì lúc mà bạn đi làm về ha mới ban đầu bạn bước vô phòng á cái cảm nhận đầu tiên của bạn bạn thấy rằng công nhận là cái phòng này nó rộng thiệt đi lên trên gác nó cũng rất là rộng rãi mở cái cửa ra nó mát vô cùng mát bạn công nhận nhưng mà có điều á là khi mà vô trong phòng này cái cảm nhận trong lòng của bạn á là bạn thấy rằng nó âm u mà nó rờn rợn sao bạn không có diễn tả được cái cảm giác khi mà mình bước vô phòng tự nhiên mình hơi sợ sợ và nhất là khi mà lên trên gác nha là cái cảm giác sợ đó của bạn nó lại càng lớn hơn nó lại càng mạnh hơn rồi bạn nhìn ở trên la phong ở trên ghét á các bạn là nó có những cái vết nám nám đen đen giống như là cái vết cháy xém vậy đó thì lúc mà bạn nhìn thì bạn nghĩ rằng à chắc nó dơ thôi nhưng mà cái cảm giác sợ hãi đó của bạn á là bạn thấy nó lớn dữ lắm rồi bạn mới nghĩ rằng á là ôi không sao đâu chắc là do cái chỗ này nó rộng quá rồi là nó mát mẻ cho nên là mình thấy nó lành lạnh nó rờn rợn thôi với lại anh hai với anh ba của mình á là đã cúng kiến đàng hoàng rồi cho nên nó là mình cũng không có cần cúng không có cần khấn vái gì cả mình ở thoải mái bình thường thôi thì bạn không nghĩ gì nữa ha xong rồi ba nam mới ở đây á là trong khoảng hơn một tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì xảy ra cả rất là thoải mái luôn anh hai của bạn á thì ngủ ở dưới còn anh ba với bạn á là ngủ ở trên gác nha cho tới cái tháng thứ hai á bạn kể rằng cái ngày hôm đó là bạn đi làm được về sớm thì khi mà bạn về anh hai với anh ba vẫn chưa có ai về cả khi mà về á thì bạn cũng tắm rửa xong rồi á là bạn bắt nồi cơm làm đồ ăn rồi bạn mới đi lên trên gác á bạn nằm nhưng mà bạn không có ngủ bạn nằm bạn dọc điện thoại chơi điện thoại ha thì tự nhiên là bạn mới nghe tiếng nước mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn tắm xong á là bạn đã khóa bạn tắt cái nước rồi thì bây giờ bạn nghe cái tiếng nước nó chảy xà 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 rất là lớn ban đầu bạn nghe bạn cứ nghĩ rằng á là mấy cái phòng kế bên bên cạnh hay là đối diện người ta xài nước người ta mở lớn mình nghe thôi nhưng càng về sau cái tiếng nước này nó càng lớn và bạn nhận ra rằng á là cái tiếng nước này ở trong phòng của mình ở dưới cái nhà tắm của mình mà các bạn tưởng tượng cái phòng trọ này á là đi vô ha thì cái toilet là nằm bên đây cái bếp là nằm khúc trên đây nè rồi cái cầu thang đó là nó nằm đối diện với lại cái toilet nếu mà mình từ ở trên gác mình đi xuống á là mình sẽ nhìn vô toilet đó là lồng lộng luôn thấy rất là rõ thì khi mà bạn nghe cái tiếng nước chảy như vậy bạn nhận định rằng cái tiếng nước này là ở cái toilet nhà mình thì bạn cứ nghĩ rằng á là Ủa anh hai với anh ba về hả ta cho nên nó là bạn mới hỏi anh hai về hả nhưng mà không có nghe tiếng trả lời thì bạn lại tiếp tục bạn hỏi rằng anh ba về hả nhưng mà bạn cũng không có nghe tiếng trả lời cho nên bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy trời sao mà không ai về hết mà tiếng nước lại chảy thành ra bạn mới lật đật bạn bỏ cái điện thoại xuống để mà đi xuống dưới để coi thì khi mà bạn đi xuống cầu thang bạn chưa đi hết cầu thang đâu giống như chỉ mới vừa đi tới phân nửa cái cầu thang thôi là đã nhìn vô được cái toilet rồi thì lúc này bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy có một người mà người này á, là một người đàn ông Không phải là anh hai, anh ba của bạn đâu Mà cái ông này á Ông mặc cái quần tà lõn nha Ông ở trần Rồi cái đầu của ông á, là chọc lóc luôn Bạn chỉ thấy được cái phần sau lưng của ông Và ông đang đứng ở trong cái toilet Ông cúi xuống ngay chỗ cái giờ nước á Các bạn giờ nước thì không phải là cái giờ nước dặn dặn Mà nó gạt qua gạt lại thôi Gạt qua đây á, là nước chảy Gạt qua đây á, là mình khóa nước thì lúc đó bạn thấy rằng cái ông này nè ổng đang đứng ổng khum xuống cái giòi á ổng cứ gạt qua gạt lại gạt qua gạt lại khi mà ổng gạt qua nước tắt gạt lại thì nước chảy gạt qua nước tắt gạt lại nước chảy mà ổng cứ làm liên tục vậy đó thì lúc mà bạn đứng bạn nhìn thấy bạn cứ nghĩ rằng ban đầu bạn tưởng là ăn trộm cho nên đó là bạn mới tính là sẽ hỏi ông là ai vậy trời ơi sao mà vô phòng tôi rồi sẽ la làng lên để cho những người ở mấy cái phòng khác người ta nghe. Nhưng cái lúc mà bạn tính bạn sẽ la làng lên đó thì lúc này bạn không la được. Bạn nhận ra rằng á là cái miệng mình cứng ngắt. Cái cơ thể, tay chân của mình là cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được cả và con mắt là chỉ nhìn xuống cái ông đó thôi. Thì lúc đó là bạn thấy sợ quá rồi. Ủa cái gì vậy? Sao tự nhiên mình không có nhúc Là muốn la mà la không được Không có la gì được hết Mà tay chân cũng không nhúc nhích được Sao kỳ vậy sao kỳ vậy Thì chỉ mới vừa chớp mắt một cái thôi á, Thì cái ông này nè Các bạn tưởng tượng Cái cầu thang bên đây đúng không Toilet bên đây phải không Chỉ mới một cái chớp mắt thôi Ông này ổng đã làm một cái déo một cái Lên đứng kế bên Nhưng mà không phải là sát bên bạn mà giống như bạn đứng cái bậc thang ở trên ổng thì đứng cái bậc thang ở dưới vậy đó mà ổng làm rất là lẹ luôn các bạn ổng làm một cái hả ổng nhảy một cái phát luôn vậy đó nhưng mà ổng nhảy ngược nha cho nên đó là bạn không thấy được cái gương mặt của ổng lúc đó là ổng đang đứng trước mặt bạn như nè cũng thấy cái đầu chọc lóc bóng lưỡng đó rồi cái lưng bự trần dần rồi hả lạ hả ổng đứng mà đưa cái lưng về phía bạn vậy đó thì lúc đó bạn sợ quá rồi bạn biết rằng trời ơi cái này là ma là quỷ rồi chứ không phải là người người cái gì mà hả làm sao nhảy ngược được từ ở trong nhà tắm mà nhảy ngược ra làm rất là lạ luôn thì lúc này bạn sợ quá bạn tính là sẽ nhắm mắt lại nhưng mà không nhắm mắt được luôn các bạn tại vì nó sát bên quá mà các bạn tưởng tượng đi bạn đang đứng cái bậc trên ổng thì đứng cái bậc dưới nó sát dữ lắm thì lúc đó bạn tính là bạn sẽ nhắm mắt lại nhưng mà không nhắm mắt được luôn cái con mắt là cứ mở muốn nhắm mà không nhắm được lúc này sợ không biết phải làm sao á thì anh ba của bạn về anh ba của bạn mở cửa vô thì khi mà anh ba mở cửa vô cái cha này biến mất tiêu trước mắt bạn luôn thì khi mà anh ba vô anh ba đẩy xe cái anh ba nhìn thấy bạn đang đứng trên cầu thang anh ba mới hỏi rằng là sao tự nhiên em đứng đó làm gì đứng đó vậy cái bạn không trả lời được luôn do là bạn quá sợ thì lúc này anh ba mới hả là chống xa xong cái anh ba mới lại thì khi mà lại quay dòm bạn á thì thấy cái mặt bạn xanh lè xanh lét à anh ba mới hỏi rằng á là sao vậy mày sao vậy sao vậy thì anh ba lên anh ba đỡ bạn xuống thì lúc này bạn mới nhận ra rằng cái người bạn bây giờ mềm lại và nhúc nhích được rồi thì bạn đi xuống mà bạn quá sợ cho nên nó là bạn đâu kể được đâu anh ba hỏi hoài luôn cái bạn lúc đó sợ cứ ấp úng nói rằng là không có gì tự nhiên em bị tê tay tê chân thôi mà nói vậy đó rồi là bạn giữ trong lòng bạn mà sợ nha thì một hồi sau anh hai của bạn về bạn cũng không có dám kể thì tới tầm khoảng mấy ngày sau bạn cũng không thấy gì nữa và cái chuyện đó là bạn cũng muốn kể dữ lắm nhưng mà cũng không có muốn kể nữa, tại vì là bạn sợ kể ra trong đó thì má công có chuyện gì nữa, cho nên nó là tới mấy ngày sau thì bạn lại tiếp tục là được đi làm về sớm. Thì khi mà bạn về lúc này anh hai với anh ba cũng chưa có về, thì bạn mới nhớ lại cái chuyện mà hôm bữa mình vừa mới thấy đó, trời ơi, ghê quá. Cho nên nó là sau khi mà nấu đồ ăn, sau khi mà tắm rửa xong rồi thì bạn lên mà bạn không có dám nằm thức mà bạn quyết định là bạn nằm bạn ngủ để mà đợi anh hai với anh ba về một chút ăn cơm luôn thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ bạn liêm diêm liêm diêm thì cái vía của bạn á là bạn lại tiếp tục thấy người cha đó nữa bạn thấy rằng cái ông này á ổng đứng ở dưới chân của bạn lúc đó là ổng đứng trên gác nha thì ổng đứng ở dưới chân của bạn á ban đầu á là ổng chỉ đứng xây cái lưng về phía bạn thôi là cái tướng tá y chang như bữa cũng là ở trần cũng là cái đầu trọc đó thì khi mà nhát thấy một cái rồi á là bạn biết rồi rồi mình thấy nữa rồi thì lúc này ổng mới xoay cái mặt lại thì khi mà ổng xoay cái mặt lại nha trời ơi bạn lại càng sợ hơn là tại vì cái ông này có răng nanh nhưng mà răng không có dài răng nanh nó lòi ra khỏi cái miệng chút thôi mà cái mặt của ổng nó xanh như là tàu lá chuối vậy đó các bạn và cái miệng của ổng á là đen thui thùi lùi à nhìn ghê dữ lắm thì sau khi mà bạn nhìn thấy cái mặt đó trời ơi bạn quá sợ rồi thì bạn mới nhớ lại ba mẹ bạn dặn rằng có chuyện gì thì niệm phật á thì bạn quyết định là bạn sẽ nhắm mắt lại để mà niệm phật thì khi mà bạn nhắm mắt lại bạn cố gắng bạn niệm thì bạn nghe chửi bạn nghe chửi bạn rằng á là mày niệm phật hả mày niệm phật hả mày có tin á là tao bẻ cổ mày cho mày chết không mày vô đây mày ở ha mày ở chỗ của tao mà mày không có cúng kiến mày không có xin phép gì tao để mà vô ở hết ông nói vậy đó mày không có xin phép gì mà tao vô vô để để hả là vô ở hết mà hôm nay mày còn bày đặt mày niệm phật mày tin là tao bẻ cổ mày không mày tin tao bẻ cổ mày không thì lúc đó là ông mới nghèo vô mới bóp cổ bạn trời ơi bạn quá trời sợ rồi chống cự không có được thì anh ba của bạn lại tiếp tục về cứu bạn thêm lần nữa lúc đó là anh ba về anh ba mới đi lên trên gác khi mà lên đó là thấy bạn ú ớ ú ớ ú ớ rồi xong cái anh ba thấy người bạn đổ mồ hôi quá trời luôn anh ba ban đầu kêu hai ba tiếng nhưng mà thấy bạn cứu ớ hoài cho nên anh ba mới lại anh ba lay bạn lay thì một hồi sao bạn mới tỉnh được thì khi mà tỉnh ha đái trong quần luôn các bạn anh ba mới hỏi trời ơi mày làm cái gì mà mày ngủ mà mày đái trong quần vậy Chuyện gì vậy thì lúc đó bạn quá sợ rồi cho nên kỳ này là bạn tuôn bạn kể luôn. thì sau khi mà kể xong rồi á anh ba của bạn mới nín thình à. không nói gì hết anh ba nói rằng là thôi à, thôi xuống ăn cơm đi rồi à, ngủ đi rồi có gì mai tính. thì một hồi sau anh hai về cũng kể cho anh hai nghe. sáng ngày hôm sau anh ba của bạn á là thức sớm mới chạy qua chợ để mà mua trái cây với bánh kẹo xong rồi á là mới đem lên trên chỗ ghét đó đó ha rồi mới cúng mua thêm một con gà nữa rồi cúng nhưng mà anh ba kêu rằng á là tao với anh hai á là không thấy gì hết tại vì hai người này có cúng còn bạn thì bạn không cúng thì tao với anh hai không thấy gì hết chắc là hôm trước đó là mày vô mày không có cúng á mày không có xin á cho nên là thôi bây giờ á là cúng xin phép người ta để mà được ở đây thì bạn cũng nghe lời bạn cũng cúng bạn cũng khấn vái ha nhưng mà sau đó bạn cũng rất là sợ tại vì bạn quá ám ảnh mà cho nên bạn sợ lắm bạn mới khi mà đi ra khỏi nhà đó thì bạn mới nói với anh hai rằng á là thôi anh ơi không mấy giờ á mình kiếm thầy đi kêu vợ em sợ lắm ở đó em sợ lắm lỡ có chuyện gì em thấy nữa rồi sao thấy ghê quá à thì anh hai của bạn có quen với lại một anh cái anh này á, là cái người có căn với lại biết cách cúng kiến rồi đó các bạn cho nên anh hai đã nhờ anh này đến xem phòng giùm thì anh này cũng tới ha khi mà anh tới anh đi lòng vòng dưới đất xong rồi ảnh mới đi lên trên gác đi lòng vòng trên gác rồi anh lắc đầu anh đi xuống anh mới nói với là ba nam rằng là thôi bây giờ tụi bay nghe lời tao tụi bay kiếm cái phòng khác tụi bay dọn đi đi đừng có tiếc gì hết ở đây ở không được đâu anh hai mới hỏi rằng là bây giờ cúng rồi mà cũng không ở được sao thì anh này nói rằng là cũng không ở được tại vì cái chỗ này là cái vong đó dữ dữ lắm vong nam đó dữ lắm nó thành quỷ luôn rồi hồi trước đây là thằng này nó thất tình cho nên nó là nó tự vận nó chết ở đây mà nó còn muốn đốt cái phòng này nữa nhưng mà nó không có đốt được rồi á là cái vong của nó bây giờ ở đây nó mặc định rằng cái chỗ này là của nó. Ban đầu mình vô mình cúng kiến á thì mình ở thấy bình thường. Nhưng rồi sau đó là sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra không có nên. Cho nên nó là tụi bay đừng có tiếc gì hết, tụi bay dọn đi chỗ khác đi. Tao thấy chỗ này ở không được. Thì sau đó là cái anh này về Khi mà bạn nghe vậy á, là bạn cũng không biết là đúng hay không Biết là chỗ này có vong quỷ rồi đó Nhưng mà về cái vấn đề đốt phòng gì nghe thấy ghê vậy thành ra là bạn cũng tò mò bạn thắc mắc dữ lắm bạn mới chạy bạn đi hỏi những cái người xung quanh thì người ta nói với bạn mà nói y chang như là cái anh kia luôn mà mặc dầu anh kia mới lại chỗ đó lần đầu người ta nói rằng hồi trước đây cái phòng này của bạn á là có hai người ở mà hai người này á là dạng bồ bịch không phải là vợ chồng nha sau đó là cái người gái á là đã quen với người khác xong rồi bỏ cái anh này thì anh này á là đã mua thuốc trừ sâu để mà uống tự vẫn khi mà uống thuốc nha ảnh còn cố tình á là đốt phòng nữa là ảnh lên trên cái ghét đó các bạn nhưng mà may mắn là người ta phát hiện kịp cho nên người ta đã vô để mà cứu lửa Rồi cũng đưa anh này đi cấp cứu Nhưng mà không có cứu được May mắn là người ta phát hiện kịp Thành ra là nếu không phát hiện kịp đó là nguyên cái dãy trọ này nó cháy hết rồi nhưng mà may mắn là phát hiện kịp cho nên nó là khi mà bạn vô á bạn mới thấy là trên la phong nó đen đen nó nám nám là do cái vết cháy đó các bạn thì sau khi mà nghe người ta kể vậy ha là bạn mới chạy về bạn mới kể lại cho anh hai anh ba nghe sau đó là ba nam đã đi tìm một cái chỗ khác để mà thuê rồi dọn đi luôn khi mà qua chỗ mới thì bạn hoàn toàn không thấy gì nữa thì đây là câu chuyện của một bạn quê ở cà mau đã trải qua khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê nghe thấy ớn quá các bạn ha đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là của một bạn nam khác bạn nam này quê cũng ở miền tây nhưng mà không có nói rõ ở đâu bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn thì bạn kể rằng là hồi trước đây sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á Bạn mới lên Sài Gòn để mà đi học đại học ha Khi mà lên Sài Gòn á bạn có thuê một cái phòng trọ ở bên đường Tôn Đảng quận 4 Bạn ở chung với lại một người bạn nữa của bạn thì khi mà lên Sài Gòn học á là mỗi tháng ba mẹ của bạn sẽ gửi tiền sinh hoạt phí lên để mà cho bạn xài. Nhưng mà bạn cảm thấy rằng á là thí dụ như nếu mà mình muốn mua một cái món đồ gì đó thì nó cũng khó khăn tại vì ba mẹ gửi cũng chỉ đủ tiền thôi. Thì bạn muốn mua món này món kia nhưng mà bây giờ không lẽ mình xin ba mẹ hoài cho nên bạn mới quyết định á là sẽ đi làm thêm. Vừa học vừa làm rồi muốn mua món gì á thì nó cũng sẽ dễ nó tiện hơn ha thì bạn đã chọn chạy giao đồ ăn bimin đó các bạn là khi mà bạn học thì thôi mà hở mà học xong ra rồi thì bạn mở app lên để mà chạy kiếm được nhiều kiếm thì nói chung á là bạn kiếm cũng được nhiều cái người bạn ở chung phòng với bạn á thì cái thằng này á là nó chạy rác nha thì bạn kể rằng đó là trong cái quá trình đi giao đồ ăn đó, hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả hôm nào mà được nghỉ học không có tiếc là bạn sẽ chạy từ sáng đến chiều kiếm cũng được kha khá thì cho tới một hôm hôm đó nha là bạn được nghỉ học thành ra là bạn chạy từ sáng cho tới 8 giờ mấy gần 9 giờ tối rồi hôm đó kiếm cũng được nhiều lắm thì cái lúc mà bạn đang tính đi về lúc đó là bạn giao đồ ăn qua bên quận 7 thấy giờ 9 giờ rồi thôi bây giờ xong là mình đi về luôn nhưng cái lúc mà vừa giao xong á thì ạp nó lại kêu bạn coi á thì đó là giao đồ ăn từ một quán ốc ở quận 7 giao qua bên quận tư mà cái chỗ nhà khách ở bên quận tư á thì lại gần với lại cái chỗ phòng trọ của bạn cho nên bạn quyết định á là nhận nhận cái cuộc này để mà khi mà mình giao cho khách xong thì mình sẽ về phòng trọ luôn vừa tiện mà vừa có tiền nữa thì lúc mà bạn đến cái chỗ quán ốc này bạn lấy ốc xong rồi á là lúc đó tầm khoảng 9 giờ 30 phút tối Thì bạn mới chạy lại ngay chỗ cái ngã tư mà quẹo ông cái là sẽ Cái ngã tư mà đối diện là cái siêu thị Lotte mình quẹo ông cái là sẽ chạy thẳng về cái hướng cầu kinh tẻ đó thì bạn kể rằng trong cái lúc mà bạn dừng bạn ngừng đèn đỏ đó ha thì tự nhiên á là bạn dòm qua thì bạn thấy có một chị cái chị này á là chị đang đi bộ mà cái người chị ốm dữ lắm, nhìn chị có vẻ xanh xao. Mà chị đi bộ chị xách mấy cái túi đồ, nhìn có vẻ rất là nặng nhọc thì chị cứ rinh mà cái kiểu giống như cái rinh không nổi vậy đó, nhìn tội lắm. Thì khi mà bạn thấy vậy, bạn thấy tự nhiên thương quá, cho nên nó là bạn mới nói với chị đó rằng đó là chị ơi chị. Chị về đâu vậy? Chị về đâu? À, có gì á là em cho chị có gian về nè, em có lấy tiền đâu. Cái chị đó mới nói rằng đó là chị về dưới ngay chỗ chân cầu Khánh Hội Cái bà đó nói vậy đó Thì bạn nói à vậy hả Nhà của em cũng bên quận tư Thôi chị lên đi Rồi là em giao đồ ăn cho khách xong cái Em về em sẵn em đưa chị về luôn cái lúc đó ha là chị này cũng cảm ơn bạn rối rít nói bạn tốt xong rồi á là chị này mới leo lên xe của bạn thì trong cái quá trình mà bạn nói chuyện gì đó thì bạn để ý rằng mấy cái người mà dừng đèn xanh đèn đỏ nè với lại có mấy cái ông bảo vệ ngay chỗ cái chung cư Sunrise City đó các bạn Thì mấy ông cứ dòm dòm bạn Rồi mấy người đậu đèn xanh đèn đỏ cũng dòm 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 bạn Cái kiểu giống như là người ta nhìn bạn như người hành tinh vậy đó Thì bạn thấy lạ, bạn nghĩ ủa sao mấy ông này Mấy người này làm gì nhìn mình kỳ vậy ta Nhưng mà bạn cũng kể người ta Xong rồi cái chị này mới leo lên xe Mà khi mà chị này leo lên xe thì bạn lại không có cảm nhận rằng chị này nặng gì cả thí dụ như nếu một người mà leo lên xe cả cả đứa con nít đi thì khi mà mình đè leo lên là cái xe nó trao qua một cái là mình cảm nhận rằng là mình đang chở người còn đằng này chị này tuy là người lớn chị ốm thiệt đó nhưng mà chỉ leo lên xe không hề trao xe không hề thấy nặng gì hết giống như bạn đi xe không vậy đó rồi trên cái xe của bạn á, thì ngay chỗ mà cái chân để mà bạn gắn cái kiến cứu hậu á, là bạn có gắn thêm một cái la bàn. Mà bạn nói rằng á, là em gắn cái la bàn này thiệt sự lâu lâu mới dòm vô. Muốn gắn để mà khi mà mình chạy hướng nào á, thì cái mũi tên nó chỉ cái hướng đó thì mình biết là đâm tay nam bác thôi. Chứ thật ra á, là ít khi nào mà nhìn vô cái la bàn này lắm. Thì bạn kể rằng khi mà chị này leo lên rồi Bạn chạy được một khúc rồi Tự nhiên lúc đó bạn để ý vô trong cái la bàn á Bạn thấy cái la bàn nó xoay Nó xoay lòng vòng 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 Mà nó xoay rất là nhanh nha Nó xoay nhanh dữ lắm Nó cứ xoay vòng 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 vậy này Các bạn mới nghĩ rằng trời ơi Cái la bàn bị hư rồi Thì khi mà chạy qua khỏi cái cầu kinh tẻ rồi á Là bạn mới nghĩ rằng Bây giờ mình phải giao ốc cho khách trước rồi mình sẽ chở cái chị này về Thôi để mình nói với chị ấy Thì bạn nói chị chị Giờ em giao đồ ăn cho khách xong rồi em chở chị về luôn nha Cái chị này mới được em Cái bạn còn nhìn vô trong cái kiến chú hậu Bạn thấy rằng cái chị này gật đầu nữa Thì sau đó là tới ngay chỗ địa chỉ của khách đó, Bạn mới gọi điện cho khách Khách mới đi ra lấy ốc vô trả tiền cho bạn rồi xong cái bạn mới nói rằng á là mới chạy đi bạn mới nói rằng chị chị nhà chị địa chỉ chính xác là chỗ nào chị muốn về chỗ nào em sẵn em chở chị về thẳng chỗ đó luôn cái chị này mới nói rằng không cần đâu em em chỉ cần đưa chị tới ngay chỗ chân cầu khánh hội được rồi thì bạn cũng dạ xong cái bạn cũng chạy đưa chị đó tới chân cầu khánh hội xong rồi cái lúc đó ha mà bạn nói rằng khi mà chạy á bạn thấy cái chị này rinh hai ba bịch đồ nó nặng bạn còn kêu rằng không bao giờ chị để hai ba bịch trước đây đi hồi chị cầm một bịch thôi chị này từ chối không cần đâu em thì bạn cũng kệ chị đó luôn cho tới khi mà bạn đưa chị này tới ngay chỗ chân cầu khánh hội rồi thì chị này bước xuống khi mà chị bước xuống thì lúc đó là bạn còn dòm vô cái điện thoại bạn thấy là cái app của mình á là nó vẫn còn đang mở thành ra là bạn tắt cái app một cái thì trong cái lúc mà bạn tắt cái app một cái để mà khách không có kêu nữa đó các bạn thì Lúc mà bạn tắt thì tầm khoảng chừng 2 giây chứ mấy Nhưng mà khi mà bạn xây lại Thì cái chị này biến mất tiêu Mất tiêu Chị đi đâu lũi đâu chỗ nào bạn không hay luôn Mà trước đó khi mà chị xuống Chị còn cảm ơn bạn trợ cảm ơn Nghe em tốt quá nhiều tiền Để chị trả Mà bạn nó không cần đâu chị Không cần đâu Xong cái hả là Bạn không có dòm chị này Mà dòm cho điện thoại bạn tắt cái dòm lại Bạn đâu mất tiêu Thì bạn nói Ủa đi đâu lẹ vậy trời rồi các bạn cũng không nghĩ gì Bạn mới quay về phòng trọ Thì khi mà về phòng trọ Vô tắm rửa xong Một hồi sau bạn của bạn cũng về Cái lúc nó về nó vô nó hỏi Ê mày à, Mày bị gì mà mới nãy tao chở khách đi ngang qua Chỗ đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ lớp ta Tao thấy mày đứng nói chuyện mình vậy Mày bị gì bộ mày chạy hả Cả ngày rồi mày bị bệnh hay sao thì Tự nhiên tao thấy mày đứng nói chuyện mình vậy mà thấy mày không có cầm điện thoại gì hết thí dụ như nếu nói chuyện điện thoại thì cầm điện thoại còn này á là bạn kia là thấy bạn đứng nói chuyện mình cái bạn nói rằng có đâu tao đâu nói chuyện mình tao nói chuyện với cái chị kia thấy chị kia tội nghiệp quá cho nên tao chở cho chị là về cá ngay chỗ cầu khánh hội tao thả chị xuống nói chuyện mình đâu mà nói chuyện mình cái anh bạn cái nó chợ rõ ràng tao thấy mày đứng nói chuyện mình mà tao dòm kỹ lắm tao thấy mày nói chuyện có mình nè à các bạn mới tức quá trong khi mình nói chuyện với cái chị đó mà các bạn mới tức quá nói, mày nói làm sao chứ các bạn mới nhớ lại cái chị mà mua ốc cái người khách mà mua ốc á các bạn mới nói được rồi mày không tin đúng không để tao gọi điện cho cái người khách hàng mà mới nãy là mua ốc rồi tao nói chuyện mở là lớn nói chuyện cho mày nghe thì bạn mới bấm bạn gọi cái số điện thoại của khách mới nãy cái khách kia mới bắt máy lên cái bạn mới nói chị chị em này chị nhớ không thì người khách kia mới hỏi em là ai cái bạn mới nói em mới nãy giao ốc cho chị nè cái chị kia mới nói ờ à, có gì không em sao gọi chị cái bạn mới nói chị chị mới nãy em giao đồ ăn cho chị á chị thấy hả là em có chở một chị gái đúng không chị cái chị kia nói đâu có đâu chị thấy em chạy hả có một mình chứ mấy cái bạn mới nói rõ ràng em có chở người phía sau em mà chị nhớ lại đi em có chở một chị gái cũng lớn lớn tuổi mà chị nhớ không thì người khách đó nói Đâu có chị thấy em giao và có một mình em mà Xong rồi chị kia mới tắt máy Cái lúc đó bạn ngớ người Thì anh bạn của bạn mới nói Đó mày thấy chưa Đó mày thấy chưa tao thấy mày đứng nói chuyện mình mà Ai chị nào chị nào Cái nói trời sao rõ ràng mà ta Rõ ràng mới nãy tao chở cái cái chị đó về giùm ngay chỗ chân cầu Khánh Hội mà Thiệt mà Cái anh bạn kia nói Rồi vậy là mày chở ma rồi mày ơi Mày chở ma rồi mày ơi Thì lúc đó lúc bạn mới nhớ lại là mấy ông bảo vệ nè với lại mấy người mà đậu dừng đèn đỏ đó là người ta nhìn bạn rất là kỳ thì lúc này là bạn mới nhận ra ừ hàng kim mới nãy hả tao nói chuyện với lại cái cái chị đó ha mà tao thấy mấy ông bảo vệ với lại mấy người đậu đèn đỏ người ta dòm tao kỳ lắm giống như là tao người điên vậy đó thì anh bạn kia nói thì mày nói chuyện mình cho nên người ta dòm mày là đúng rồi người ta tưởng mày điên đó nhưng mà thiệt sự là bạn nói rằng bạn chở một người bạn nói chuyện với chị đó mà thì bạn mới gọi về kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nghe cũng sợ kêu rằng á là chợ gì thấy ghê vậy ngày mai đi chùa đi con rồi có gì á là mua trái cây á về hả là cúng đi con chứ hả thấy ghê vậy thôi cúng đi con không sao đâu ha thì qua ngày hôm sau bạn cũng đi chùa rồi bạn cũng mua đồ ăn trái cây về cúng nhưng mà do bạn ám ảnh tuy rằng không có thấy cái hình ảnh gì kinh dị cả mà trong khi bạn rõ ràng bạn nói chuyện với chị đó mà bây giờ bạn của bạn nó nói bạn nói chuyện mình cộng với lại chị khách nữa, trong khi bạn chở cái chị đó sau lưng, bạn giao đồ ăn cho người ta, mà bây giờ cái chị khách nó nói rằng bạn đi có mình, đâu thấy người nào đâu thì bạn ám ảnh quá cho nên đó là bạn cũng sợ, bạn cũng nghĩ là mấy ngày. Nhưng rồi sau đó bạn đi chạy lại tiếp và cũng không có gặp vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thì các bạn nghe nó đơn giản, nghe nó không có sợ. Nhưng mà các bạn thử các bạn đặt trường hợp mình vô trong cái hoàn cảnh đó đi. Tự nhiên mình thấy một người đó mình nói chuyện với người đó mà trong khi không ai thấy không ai thấy cả người ta thấy mình đang nói chuyện với mình gặp mình mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha tiếp theo là câu chuyện thứ ba là của một bạn nữ bạn nữ này quê ở chợ lách bến tre bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người chị họ của bạn đã trải qua Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chị này tên là Út, chị này là con của người cô thứ tư, là cô ruột của bạn, cô tư là chị ruột của ba bạn các bạn. Thì chị Út này á là cái người cũng nhẹ vía dữ lắm, hay bị bóng đè. Cho nên nó là khi mà đi lại chỗ nào á thì chị cũng khấn vái cúng kiến người ta rồi mới ở. Cách đây mấy năm trước chị của bạn mới lên khu công nghiệp Giao Long cũng ở Bến Tre để mà làm. Nhưng mà cách nhà của chị là tới hơn một tiếng 30 phút lận. Cho nên khi mà lên đây làm là chị có thuê một cái phòng trọ ở gần chỗ làm để mà cho tiện ha. Thì khi mà ở trong cái phòng trọ này cũng trong một cái dãy trọ nha. Mấy phòng kia là cũng có người hết. Và chị ở đây chị ở có một mình thôi Tại vì cái phòng này cũng nhỏ Có một cái ghét thì khi mà vô đây ở chị cũng cúng kiến rất là đàng hoàng luôn Không có vấn đề gì cả Trong vòng hơn 2-3 tháng đầu tiên là không có chuyện gì hết Thì do là có ghét mà Cho nên nó là chị để quần áo với lại những cái đồ mà không cần thiết là để trên ghét Chị là chị ngủ dưới đất nha thì chị kể rằng đó là trong khi trước đó hoàn toàn bình thường nhưng mà cho tới một hôm cái ngày hôm đó là sau một ngày đi làm về rất là mệt mỏi chị tắm rửa ăn cơm rồi ngồi nghỉ ngơi chơi một chút xong rồi là mới đi ngủ thì trong cái lúc mà chị đang ngủ á đang ngủ ngon vậy lắm cái tự nhiên á là chị mới nghe một cái tiếng rất là ồn chị mới giật mình thức dậy cái tiếng ồn này á là phát ra từ ở trên gác của chị mà cái tiếng này các bạn tưởng tượng giống như là có ai mà cầm cái bịch ni lông rồi cố tình bóp vậy đó là cứ vậy nè rất là ồn luôn chị rất là khó chịu thì lúc mà chị giật mình thức dậy á chị cứ tưởng là chuột không à chuột nó vô xong rồi là nó phá đồ ở trên đó nó mới tạo ra cái tiếng thể là như vậy thì lúc này á là chị không có mở đèn lên do là buồn ngủ quá cho nên nó là chị mới sụt sụt chị la ý là muốn đuổi nó đi vậy đó thì khi mà chị la Thì lúc đó là cái tiếng bọc ni lông này nó ngưng lại Thành ra là chị tiếp tục chị ngủ tiếp Thì cho tới sáng hôm sau Qua ngày hôm sau đi làm cũng bình thường Không có gì hết Tối hôm đó lại tiếp tục các bạn Tối hôm đó đang ngủ cũng ngon Quá trời ngon luôn Thì lại tiếp tục bị đánh thức bởi cái tiếng bọc ni lông Ai mà do bọc ni lông vậy đó Thì lúc này chị bực bội quá trời rồi Trời ơi chuột ở đâu mà nó vô nó phá vậy trời Nào giờ đâu có cho nên chị mới bật đèn lên Rồi chị cầm cái chổi đi lên trên gác để mà kiếm Nhưng mà lục kiếm có thấy con chuột nào lâu Thì chị nghĩ rằng nó đã trốn rồi Thành ra là chị xuống chị tắt đèn chị đi ngủ tiếp Thì sau đó cũng không có nghe cái tiếng gì nữa Qua cái ngày hôm sau thì chị nghĩ rằng Hai ngày vừa rồi là bực bội quá trời rồi Mình ngủ mà nó ồn quá Thì chị mới quyết định sẽ dọn lên trên gác nằm để mà khi mà có hơi người á, thì nó cũng sẽ đỡ phá nó sẽ sợ nó sẽ đi nó đi chỗ khác vậy đó ha nhưng khi mà chị lên á thì chị lại nghe tiếp tục cái tiếng mọc ni lông nữa thì chị giật mình chị giật mình lúc này nha là khi mà chị mở mắt ra một cái thì cái tiếng này nó ngưng mà ngược lại lại có thêm một cái tiếng lớn hơn đó là tiếng hát cả lương mà giống như ai mà mở cả lương cố tình mở cho nó lớn um sùm lên mà mấy cái tuồng xưa xưa không các bạn thì lúc này chị mới lấy điện thoại chị coi thì chị thấy rằng lúc đó mới có 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng thôi chị nằm ban đầu chị cũng hơi khó chịu nhưng mà không có nói rồi một hồi sau là cái tiếng cả lương này nó um sùm mà các bạn tưởng tượng đi mình đi làm cả ngày trời rồi tối ai mà mở cả lương mà cái kiểu um sùm trời đất như vậy mình tức mình đâu chịu nổi mà chị của bạn là một cái người cũng nóng tính nữa Cho nên đó là chị mới bực quá rồi Chị mới nghĩ rằng đó là trời trời ai mà vô duyên người gì đâu mà Hả là không có ý thức gì cả Đi làm cả ngày trong khi trong cái khu đó toàn là công nhân không Mà người ta đi làm cả ngày trời rồi tối mở um sùm vậy không cho ai ngủ Thành ra chị mới tức quá chị mới làm bật đèn lên chị đi xuống Chị tính là sẽ đi ra để coi coi là ai Rồi có gì mình góp ý người ta mình kêu người ta tắt đi nhưng khi chị mở cái cửa phòng ra đó chị dòm thì chị thấy rằng tất cả các phòng đều tắt đèn tối thui đều đóng cửa là giống như ai cũng đi ngủ rồi thì lúc đó là chị mới mang dép vô chị mới đi ra giống như là đi dài dài từng phòng coi phòng nào mà mở hả cả lương lớn mình gõ cửa mình kêu kêu tắt đi hoặc là bật bật nhỏ xuống vừa đủ nghe thôi thì lúc đó là chị đi từng phòng từng phòng từng phòng nhưng mà không có phòng nào mở hết mà tiếng cả lương lúc đó là vẫn còn lồng lộng nha các bạn Mà trong khi không có phòng nào mở cả lương hết Cho tới cái lúc này chị tức quá trời tức Chị nghĩ rằng chắc là ở chỗ khác Nó mở cả lương nó gian vọng qua bên khu của mình Nhưng tới lúc mà chị đi gần về tới phòng của chị á thì chị lại nghe cái tiếng cả lương nó phát ra từ trong chính căn phòng của mình Trời ơi, vậy mà mình đi kiếm ở đâu? Trong phòng của mình mà Lúc đó chị hơi ớn rồi chị bước vô nghe tiếng cả lương lồng 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 là chị biết rồi chị biết mình bị nhét cho nên nó là chị đi lên trên gác chị nằm chị niệm phật thì khi mà niệm phật xong xuôi một hồi sau cái tiếng cả lương này dứt rồi chị cũng buồn ngủ quá mà cho nên nó là thiếp vô giấc ngủ luôn cho tới sáng hôm sau cũng đi làm bình thường tiếp tục tới tối hôm đó nha các bạn kỳ này không có nghe cả lương nữa nhưng mà đêm nay á thì chị lại nằm mơ. Trong cái giấc mơ chị thấy cái vía của mình đang ngồi trên ghế mà đang nhìn xuống ở dưới đất á thì chị thấy có một người con gái, cái cô này á là đứng ngay chỗ chân cầu thang dòm lên chị, nhìn chị chăm chăm luôn. Đầu tóc của cô này á thì bù xù, tóc dài mà bù xù, mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng. Thì lúc mà chị nhìn thấy cô này á, cái vía của chị nghĩ rằng ai vô phòng mình cho nên đó là chị mới hỏi rằng đó là ủa sao cô vô phòng tôi vậy cô là ai mà vô phòng tôi vậy thì cái cô này nè không có trả lời chị mà cô này nói chị rằng á là tôi nằm ở trong toilet á tôi nằm nằm ở trong toilet chỉ về phía toilet xong rồi cái cổ biến mất tiêu trước mắt chị luôn thì lúc đó là chị mới giật mình thức dậy đổ quá trời mồ hôi luôn mới biết rằng đó là mình nằm mơ mình thấy thì chị lại tiếp tục niệm phật niệm phật niệm một hồi sau lại ngủ tiếp qua ngày hôm sau sáng đi làm cũng bình thường cho tới tối ngày hôm đó công nhận chị này cũng lì á tới tối ngày hôm đó chị lên thể là chị ngủ đang nằm lim dim lim dim vậy đó cái tự nhiên chị có cảm giác giống như là ai đứng dưới chân mình thì chị mới mở mắt ra chị thấy có nguyên một người đang thui luôn các bạn từ trên xuống dưới đang thui xong rồi chị biết là ma rồi cho nên á là chị cố gắng nhắm mắt lại niệm phật tiếp giống như mấy lần trước ha nhưng kỳ này á là cái người này á khum xuống tát chị tát một cái bớt bên đây một cái bóp bên đây hai cái đào điếng luôn chửi vậy rằng đó là mày niệm phật hả mày niệm phật hả mày mày niệm phật hả chó mày niệm phật nè tán một cái bóp chó mày niệm phật nè là tán hai cái hai bên thì chị đau quá trời đau nhưng mà vẫn cố gắng niệm phật niệm một hồi sau á thì mới tỉnh được và khi tỉnh được ngồi dậy hai cái má tao nói nó đau nó rát vô cùng luôn thì cho tới sáng hôm sau quá thể rồi Cho nên chị đã gọi về để mà kể cho cô Tư nghe Sau khi mà cô Tư nghe xong thì cô la quá trời Cô kêu rằng mày lì quá mày lì rồi Trời ơi mấy bữa rài vậy mà hả hả Không có cúng kiến hay là không có gọi về để mà báo cho mẹ biết Thôi dẹp Trả phòng nghỉ làm đi về nhà Thì sau đó là chị đã trả lại Cái phòng này rồi cũng nghỉ làm Đi về nhà ở luôn các bạn Thì đây là cái câu chuyện Do người chị họ của bạn đã trải qua Hôm nay Thi đã kể xong Tập 1247 rồi Hẹn gặp lại các bạn Ở tập 1248 Thi sẽ tiếp tục kể lại Những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn Từ khắp nơi đã gửi về Cho Thi các bạn nha thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào